Mấy hôm nay thì Bitcoin hồi cũng được khá khá các bạn à. Từ dưới đáy lên tới bây giờ á là nó hồi được khoảng 20% rồi sau cái đợt sụt giảm. Thì mình để ý mình thấy có một số altcoin á nó thể hiện rất là khá. Ví dụ là những cái con này nè, Casper, Matic, BNB, Ether, Luna. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái đồng coin này vì sao mình có hy vọng nó sẽ tạo all time high. Nó sẽ vượt đỉnh đó các bạn. Chú ý là đây không phải là tín hiệu đầu tư, đây không phải là lời khuyên nói là Bitcoin sẽ uptrend nha các bạn. Đây chỉ là một vài lời giới thiệu về một số đồng coin có tiềm năng thôi. Thì trước khi đến với những cái đồng coin này á thì mình nói một chút về Bitcoin. Bitcoin nó đang bị khựng lại ở kháng cự ở vùng ngay tại điểm bây giờ này là khoảng 51k rưỡi, 51k5 đó các bạn. Thì mình đang chờ nó phá cái vùng này hoặc là nó sẽ lình xình nó đi xuống một chút, tốt nhất là nó đi xuống một chút rồi nó phá lên. Thì khi nó phá cái vùng này á, mình sẽ mua vài altcoin đó, mình sẽ mua một số altcoin. Thì nó sẽ đi tới đâu, nếu mà nó phá được cái vùng này dứt khoát á, thì mình định hướng từ 53 tới 54k, bởi vì cái vùng này á, là cái vùng vùng 53 54k là cái vùng kháng cự khá là mạnh các bạn. Khi giá nó lên tới cái vùng này thì chắc chắn là nó sẽ khựng lại. Còn lên được nữa hay không thì mình không biết, nhưng mà mình cứ target ngắn thôi. Tại vì đoạn này các bạn thấy cái trend nó đi xuống rất là dốc nè, trend nó đi xuống rất là dốc như thế này nè, nên là việc mà chúng ta kỳ vọng nó bật lên như thế này thì nó cũng vô số kháng cự trên đầu nha các bạn, nên là đừng có target xa quá. Rồi mình sẽ target tới khoảng 53, 54k thôi. Thì một chút này thôi nha các bạn, nhưng mà những cái coin mà mình chuẩn bị giới thiệu tới các bạn nó có thể bay tung nóc đó các bạn. Những con này là nó đã tích lũy rất là lâu rồi. Ví dụ như con Casper này các bạn, con Casper này các bạn có thể nhìn trên cung ngày này, nó đi ngang, nó tích lũy một khoảng thời gian cũng tương đối là lớn rồi. Nó đã tích lũy được khoảng nửa năm rồi các bạn, nửa năm rồi, và nó cũng chưa bay quá nhiều, nó mới có bay một đoạn từ chỗ này lên à, cái vùng tích lũy này nè. Hiện tại thì Casper nó đã bay lên rồi, nó test lại cái vùng tích lũy này, và nếu thị trường hiệu quả, Bitcoin tăng giá tốt và Bitcoin dominant đó, nó giảm xuống đó, thì thằng Casper này có thể tăng lên và tìm lại cái vùng đỉnh năm khi nó mới bị xả này các bạn, cái vùng đỉnh cũ này là đâu đó khoảng 0.35. Mình cũng đang target thằng Casper lên 0.35, mình đã có kế hoạch chuẩn bị mua nó vào rồi. Đó là thằng Casper. Casper, con này là thôi ngày xưa cộng đồng FOMO kinh khủng lắm, nhưng mà bị xả suốt bao nhiêu thời gian rồi chắc người ta cũng nguội rồi. Bị xả từ cái thời mới lên sàn, xả tới bây giờ thì cũng bị xả khoảng 200 ngày rồi các bạn ạ. Thì tiếp theo á mà con mình muốn nói á, đó là con Matic. Con Matic này á, Bitcoin bắt nhấp, Bitcoin như thế nào, nó đang ở sát cái đỉnh cũ đó các bạn, thậm chí nó còn phá một cái đỉnh vừa tạo năm hồi tháng 10 nữa các bạn. Giờ nó tiến về sát cái đỉnh tạo ra hồi tháng 5. Thì con Matic này á bạn thấy không, mạnh mẽ vô cùng. Bitcoin thì chui xuống dưới rồi, còn Bitcoin này các bạn, Bitcoin chui xuống dưới rồi, còn thì Matic thì nó lại đang nằm ở trên đỉnh rất mạnh mẽ. Nhìn tất cả khung thời gian thằng Matic nó đều thể hiện một uptrend khá là mạnh, đặc biệt là khung tuần này các bạn lên thẳng tít tắp luôn nè. Mà nên là thằng Matic này rất có thể nó lên 4 đô nha các bạn, đó là vùng rất khả thi. Rồi con Matic này chắc bạn nào mà theo dõi video mình nhiều á, mình nhắc nó cũng ít nhất là trong 4 tới 5 video rồi, luôn luôn xuất hiện bên phải của màn hình mình. Tiếp theo á là con BNB này các bạn. Con BNB các bạn thấy vẫn chưa xâm phạm được cái trend tăng trưởng của nó. Chưa xâm phạm được cái trend tăng trưởng của BNB. Khung tuần thì ok, khung tuần thì nó đang khá là mạnh mẽ các bạn, cũng sát đỉnh này. Thì Matic là một trong những con mà mình đang kỳ vọng nó phá đỉnh. BNB này là con mà mình kỳ vọng nó phá đỉnh. Tuy nhiên thì các bạn nhớ này, con BNB này là con chiếm vốn hóa thị trường rất là lớn. Nếu như thằng BNB này á, mà nó phá đỉnh nó đi lên nữa các bạn,
thì có một điều các bạn cần lưu ý, đó là nó sẽ kéo vốn hóa đổ ở BNB, nó sẽ làm cả thị trường cũng đổ lửa đó các bạn. Còn BNB này mà tăng là thôi xót xa lắm á, altcoin khác nó sẽ giảm tương đối mạnh. Đó là con BNB. Tiếp theo là con Ethereum thì trên khung tuần thằng này vẫn rất bố đời các bạn, các bạn ở sát cái đỉnh nè, mô hình tích lũy đẹp, vừa rồi test lên nè. Thì khung ngày thì sao? Khung ngày thì hiện tại nó đang gặp một cái kháng cự tương đối mạnh ở cái vùng này đó, nhưng mà Bitcoin mà hồi lên thì nó có thể phá được kháng cự đó các bạn, nó có thể phá được kháng cự. Rồi nếu mà phá kháng cự này thì nó cũng có thể phá được all time high các bạn. Lực lên mình thấy Ethereum có lực lên nữa các bạn, $4,000 chưa là gì đâu. Luna thì thôi nó bay mất rồi, mình cũng không biết. Vừa rồi thì mọi người cũng đang sợ hãi thì thằng Luna này nó cắt cánh trước mất rồi, mình cũng không kịp giới thiệu tới các bạn Luna. Thằng Luna đợt sập vừa rồi nó sập cái nó lên liền, nó cũng không có chần chừ, nó không chờ đợi Bitcoin gì cả, lên là lên thôi. Rất tiếc thằng Luna nó bay mất rồi, nhưng mà thằng này nó bay thì nó bay tiếp đó các bạn, nó bay nó có thể nó giống như con Avast ngày xưa, nó lên $100 đó các bạn. Nếu mà tìm được một điểm vào đẹp thì nên vào con Luna này, đang trên tăng trưởng rất là đẹp, có đà tăng này các bạn. Việc mà Luna nó lên là chuyện bình thường nha các bạn. Rồi đó là những cái đồng coin mà mình đang kỳ vọng nó phá đỉnh và đi rất là xa. Còn Bitcoin thì vẫn là nhận định cũ các bạn, mình vẫn chưa thấy một cái hy vọng cho uptrend. Giá hồi cũng tương đối thôi chứ mà chưa thấy được lực hồi mạnh. Mình đang chờ đợi thì Bitcoin nó lên một chút. Nhưng mà chắc cũng không xa đâu các bạn, cao lắm là nó lên được cái vùng khoảng 55-56 ngàn, cao lắm 56 ngàn. Không phá nổi đâu. Chuyện mà Bitcoin mà vừa giờ mà nó vượt lên được 59-60k mình thấy sao nó khó lắm. Đây là các bạn nhìn thấy, đây là theo lý thuyết Dow các bạn, cái đây nó hình thành một cái con sóng rồi. Nó đã hình thành sóng giảm rồi. Đây là cấu trúc giảm rõ ràng rồi. Dù giờ nó có hồi lên thì nó cũng sạch thôi. Hoặc là cùng nếu mà đấy thì nó có thể nó đi ngang vài tháng đó các bạn. Nếu mà nó không sạch thì nó phải đi ngang vài tháng đó. Thôi thì có vài altcoin nếu mà các bạn muốn bắt cá trời bão thì có thể thử nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.